Đây các bạn, không biết ở trên đường Nguyễn Thị Hà này, ở bên Hóc Môn có một cây điện gió làm demo rất là hay nha các bạn. Lúc nãy nó quay hướng này, giờ nó không quay hướng này nữa. Đây. Đấy, có Việt Nam luôn. Làm 4 cánh thay vì 8 cánh, 9 cánh. Đây, đã bắt sẵn khung cánh sẵn rồi nha. Cánh là cánh nhựa PC. Đây, khu ở đường Nguyễn Thị Hà. Nào có tham quan thì ghé đây. Mình mới thấy đây thôi ạ, còn không biết là họ làm lâu chưa. Đấy, gió nhẹ đã nhất rồi nha. Bản cũng lớn đấy. Đấy. Rồi, vậy thôi.